Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin giải trí, kênh cập nhật tin tức sao Việt và tin tức 24 giờ mới nhất mỗi ngày. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Có thể thấy MC Đại Nghĩa ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Những người yêu quý anh sẽ hiểu mục đích sống của anh là giúp ích cho cộng đồng chứ không tư lợi cá nhân. Ở tuổi 41, MC Đại Nghĩa lựa chọn cuộc sống không lấy vợ, không sinh con. Với độ phủ sóng khắp các game show và đài truyền hình, danh hài Trường Giang từng gọi Đại Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam. Ở tuổi 41, nam MC vẫn sống cuộc đời độc thân. Anh từng chia sẻ về việc không lấy vợ sinh con. Trong một chương trình game show cách đây vài năm, MC Đại Nghĩa từng gây bất ngờ khi tiết lộ sẽ không lấy vợ, không sinh con. Anh cho rằng chuyện suy nghĩ cứ phải đến tuổi lấy vợ sinh con là rất lạc hậu. Đại Nghĩa tâm niệm, sống trên đời quan trọng là phải sống tốt. Và những năm qua, anh đang theo đuổi mục tiêu ấy. Sinh năm 1978, ở tuổi 41, Đại Nghĩa là một trong những MC có độ phủ sóng rộng lớn nhất. Những game show đình đám do anh dẫn dắt như Gương Mặt Thân Quen, Người Hùng Tí Hon, Chuẩn Cơm Mẹ Nấu, Giọng Mãi Giọng Ai. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia loạt các chương trình khác với vai trò giám khảo, huấn luyện viên như Tiểu Lâm Tứ Trụ, Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí, Ngôi Sao Phương Nam, Người Hùng Tí Hon. Phim ảnh và sân khấu kịch, nam MC cũng hoạt động rất năng nổ. Trải qua hàng chục năm lao động nghệ thuật, Đại Nghĩa cũng gom góp cho mình được một số tài sản như nhà cửa đến xe cộ. Nhưng anh hiếm khi khoe khoang về điều đó và cũng cho là chả có gì so với gia tài nghệ thuật mà anh đã tạo dựng trong những năm qua. Giống như MC Quyền Linh, Đại Nghĩa cũng vô cùng nhiệt huyết và tích cực trong việc làm từ thiện. Anh rất được bà con nông dân yêu mến. Nam MC là người sáng lập ra nguồn quỹ An Vui với ba mục đích xây cầu An Lạc, xây nhà An Bình và đào giếng An Vui. Tính đến hiện nay đã có hàng trăm giếng nước và rất nhiều cây cầu cũng như ngôi nhà đã được Đại Nghĩa vận động xây dựng. Với những hoàn cảnh nghệ sĩ gặp khó khăn, bệnh tật, Đại Nghĩa cũng là người tích cực nhất kêu gọi, vận động ủng hộ lấy tiền chạy chữa. Chính vì vậy, từ giới nghệ sĩ đến công chúng, ái mộ, hai bà con nông dân đều yêu quý nam MC họ Bùi. Dù là con trai một trong gia đình nhưng anh không hề gặp áp lực phải lập gia đình, con bồng cháu bé. Nam MC cho biết ba mẹ chưa bao giờ giục anh về chuyện cưới vợ. Và họ hoàn toàn tôn trọng ý kiến cũng như công việc của anh. Đại Nghĩa là người giản dị, mộc mạc. Dù dư sức mua sắm hàng hiệu, biệt thự xa hoa, xe cổ đắt tiền, nhưng đó không phải là mục đích sống của anh. Mục đích sống của tôi là sống để chia sẻ chứ không phải sống để ăn cho hết. Nam MC từng tâm niệm, và bao nhiêu năm qua, Đại Nghĩa vẫn làm theo điều đó. Có lẽ danh xưng MC giàu nhất Việt Nam mà danh hài Trường Giang muốn nói tới đây là sự rộng lượng, sẻ chia và giao lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. MC Đại Nghĩa rơi nước mắt khi chiến thắng hơn 800 triệu đồng trên game show Tường Lửa. Thêm một chiến thắng khiến khán giả vỡ òa đã diễn ra tại Tường Lửa. Như đã thông tin trước đó, bộ đôi nghệ sĩ Đại Nghĩa, Tấn Phát là những người chơi tiếp theo đến với tập 3 Tường Lửa lên sóng tối ngày 1 tháng 8. Ngày hôm nay, Đại Nghĩa nhận lời mời của Tường Lửa đến tham gia là vì muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của một bà cụ. Bà tên là Lưu Thị Thời ở Sóc Trăng. Anh hy vọng bản thân cùng quỹ từ thiện An Vui của mình sẽ có thể mang về số tiền nho nhỏ, giúp cụ có được ngôi nhà khang trang ở những ngày cuối đời. Đại Nghĩa chia sẻ mục đích lớn nhất khiến anh quyết định góp mặt tại chương trình. Cặp đôi có khởi đầu khá thuận lợi với câu hỏi liên quan đến thể thao. Trong khi Tấn Phát tỏ ý nghi ngại về đáp án, thì Đại Nghĩa khẳng định chắc nịch cầu thủ được nhắc đến là Quế Ngọc Hải. Xuất sắc ghi bàn thắng đầu tiên, song số tiền thưởng vỏn vẹn 5 triệu vẫn chưa thể khiến nam MC Hà Long. Dù vậy, cả hai vẫn vui vẻ với số tiền 20 triệu, đủ để xây được các móng nhà. Sau khi liên tục tranh cãi về biểu tượng rồng, thời Lý, Trần trong loạt câu hỏi của vòng 1. Những câu hỏi khó dần khiến Đại Nghĩa, Tấn Phát băn khoăn trong việc lựa chọn người sẽ tham gia trả lời câu hỏi ở vòng 2. Sau một hồi suy tính, Tấn Phát quyết định bước vào vòng băng, nhường vị trí khó khăn thả bóng, mang về tiền thưởng dành cho đàn anh. Cụ cứ yên tâm, dù hôm nay con thắng hay thua thì vẫn sẽ có một căn nhà mới cho cụ. Chia sẻ của Đại Nghĩa nhanh chóng giảm áp lực không khí của cuộc chơi. Trước tiền lệ chưa từng có, số tiền ứng được lên đến 125 triệu, chẳng bù so với 25 triệu của phần hoàng tiền hầu như chứng minh cho sự may mắn vô cùng của Đại Nghĩa tại vòng 2 của Tường Lửa. Kết thúc hai vòng thi, mặt Tấn Phát trả lời sai 2/3 câu hỏi, bàn tay vàng vẫn giúp Đại Nghĩa mang về số tiền 245 triệu. Nhìn Đại Nghĩa liên tục thả bóng vào những ô phần thưởng giá trị, Trường Giang cũng tỏ rõ sự sung sướng thay cho đàn anh. Không chỉ ngã vật ra sàn,
Nam MC còn trêu đùa khi thông báo Phạm Luật quay hình lại, khiến đàn anh không ít lần hụt hẫng. Song nam nghệ sĩ cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã giúp anh tích cóp được số tiền có thể xây được 5-6 ngôi nhà sau vòng thi này. Đúng như lời MC Trường Giang, may mắn quá nhiều lần nhưng không có nghĩa là dừng lại. Đại Nghĩa nói tiếp chuỗi kỳ tích liên tục thả bóng vào ô 125 triệu, 250 triệu, đỉnh điểm là 500 triệu ở vòng thi thứ 3. Chỉ hy vọng kiếm được 50 triệu để xây ngôi nhà nhỏ cho cụ thời. Song số tiền thả bóng đạt được gấp hàng chục lần nằm ngoài sức tưởng tượng, khiến Đại Nghĩa không tin vào mắt mình. Chỉ trong một đêm, Đại Nghĩa lập hàng loạt kỷ lục tại Tường Lửa. Hai lần liên tiếp vào 125 triệu, là người đầu tiên thả bóng vào ô 500 triệu của chương trình. Chưa kể con số 1.495.016.000 đồng sau câu hỏi cuối cùng khiến cả sân khấu vỡ òa vì giải thưởng chưa từng có. Tuy không tự tin vào phần trả lời, Tấn Phát vẫn mạo hiểm xé hợp đồng, chấp nhận sự may rủi ở phần thương lượng. Trên sân khấu, nam diễn viên nghẹn ngào chia sẻ khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má Đại Nghĩa. Biết nhau cũng lâu rồi, ít khi nào em thấy mắt anh ngấn lệ như vậy. Có thể là cảm giác gì đó quá vui hay quá thất vọng, nhưng nó ảnh hưởng đến em rất lớn. Em đã phân vân giữa cảm giác an toàn và mạo hiểm. Em tin anh Nghĩa sẽ hiểu em khi xé hợp đồng, vì em biết không một hợp đồng nào có thể gói gọn được những việc anh đã làm. Vì dù ra về không có đồng nào trong túi, em và anh cùng mọi người vẫn sẽ phát triển quỹ An Vui. Những trường hợp bà con khó khăn vẫn được bàn tay của tụi mình hỗ trợ. Đó là niềm tin rất lớn khiến em đưa ra quyết định này. Chia sẻ của Tấn Phát khiến cả trường quay xúc động. Đến khi biết được quyết định của mình đã mang về số tiền 844.996.000 đồng, Tấn Phát ôm chầm lấy Đại Nghĩa trong niềm vui sướng. Sự vỡ òa của cả hai chứng minh cho sự ăn ý, thấu hiểu và cả tâm linh tương thông là có thật tại Tường Lửa lần này. Với số tiền này, Đại Nghĩa cùng Tấn Phát sẽ tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.